PSG rất vội, nhưng Mbappe không vội, Real Madrid lại càng không. Xung đột công khai với lãnh đạo PSG, Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ thi đấu mùa giải cuối cùng trong màu áo đội bóng thủ đô nước Pháp. Tuy nhiên, trong lúc PSG đang rất vội bán, thì Mbappe lại không vội đi, còn Real Madrid lại càng không vội mua. PSG đã chơi bài cuối cùng. Họ dùng truyền thông để dương đông kích Tây, gây áp lực tối đa lên Mbappe để anh phải đưa ra quyết định gia hạn với đội chủ sân Parc des Princes từ nay tới ngày 31 tháng 7. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã tuyên bố nếu Mbappe muốn ở lại thì buộc phải ký hợp đồng mới, bằng không câu lạc bộ sẽ bán anh. Tất nhiên, Mbappe giữ nguyên lập trường. Anh tuân thủ tuyệt đối hợp đồng đã ký, ở lại PSG đến hết mùa 2023-24 và không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng đến năm 2025. Việc bán hay không bán anh trong hè này phụ thuộc hoàn toàn vào PSG. PSG cho Mbappe hạn chót vào ngày 31 tháng 7, nhưng thực tế họ rất vội. Lãnh đạo PSG phải cân nhắc nhanh việc bán hay để mất trắng siêu tiền đạo người Pháp. Bởi chính họ hiểu rõ rằng tương lai của Mbappe được quyết định sớm ngày nào sẽ tốt hơn cho quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới ngày ấy. Chính vì vậy, PSG đã thay đổi chiến thuật với Mbappe. Thay vì dỗ ngon dỗ ngọt về một dự án thể thao chẳng đi tới đâu, chủ tịch Al-Khelaifi đã đá thẳng trái bóng sang chân của siêu tiền đạo 24 tuổi, gia hạn hoặc bị bán ngay trong hè này. Nhưng màn gây sức ép này của PSG cũng chẳng khiến tuyển thủ Pháp nao núng. Mbappe vẫn giữ nguyên quan điểm ở lại PSG đến hết mùa 2023-24 theo đúng hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc đội đương kim vô địch Pháp sẽ phải trả trước 40 triệu euro tiền thưởng trung thành cho Mbappe, hạn chót vào ngày 31 tháng 7 tới. Ngay cả khi bán hay không bán anh. Kèm theo đó là việc PSG sẽ mất trắng anh nếu không bán ngay trong hè. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới, Mbappe được thoải mái, tự do đàm phán với bến đỗ tương lai. Mà Real Madrid là bến đỗ duy nhất mà Mbappe muốn tới sau khi chia tay PSG. Mbappe còn không vội đi, thì Real Madrid cũng lại càng không vội mua. Los Blancos đã đợi được tiền đạo người Pháp vài năm qua. Thì thêm vài tháng nữa, chính xác là khoảng chưa đầy 5 tháng nữa, đã là gì? Vì thế, ngay cả khi Real Madrid rất cần tăng cường một chân sút về thay Karim Benzema, người đã sang khoác áo Al-Ittihad tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia sau 14 năm gắn bó với đội chủ sân Betmaber, thì chủ tịch Florentino Perez vẫn chẳng vội vàng hành động để ký hợp đồng với chiếc giày vàng World Cup 2022. Tạo ra dáng vẻ rất bận rộn với việc ra mắt những tân binh mới của đội bóng. Lãnh đạo Real Madrid tin rằng họ không cần phải can thiệp vào những vấn đề chỉ liên quan đến Mbappe và PSG, ngay cả khi phía câu lạc bộ Pháp nghi ngờ Los Blancos đã đi đêm. Thỏa thuận ngầm xong với siêu sao của họ. Để tránh phải đóng vai kẻ ác, Real Madrid sẵn sàng đợi PSG tuyên bố bán Mbappe trong ít ngày tới. Thậm chí là chờ phiên chợ hè 2023 kết thúc để bắt tay vào việc ký giao kèo với tuyển thủ Pháp vào tháng 1 năm 2024. Đây là đường đi nước bước hoàn toàn trái ngược hẳn với hè 2021. Khi ấy, Real Madrid được cho là đã đề nghị trả cho PSG 200 triệu euro để mua đứt năm cuối cùng trong hợp đồng của Mbappe trước khi anh gia hạn vào cuối tháng 5 năm 2022. Lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng tình hình giữa Mbappe và PSG đang rất căng thẳng, đồng thời việc ký hợp đồng mới là điều không tưởng. Vì thế, thay vì tốn khoảng 500 triệu euro, phí chuyển nhượng, tiền thưởng và tiền lương cho Mbappe, cho thương vụ siêu bom tấn này thì Real Madrid không cần vội. Cố chờ gần 5 tháng nữa, cứ ông cây đợi thỏ, họ sẽ chỉ phải chi tầm một nửa số tiền nói trên, tiền thưởng và lương, là sở hữu Mbappe. Los Blancos đang giữ im lặng tuyệt đối, nhưng biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua thì ngôi sao người Pháp lại tiến gần sân Betmaber thêm một chút mà, chẳng phải trả bất kỳ một khoản phí nào cho PSG.